Trong tập trước, Tiến và Tuyết cũng xa lưới. Trái ngược với dự đoán, cả hai đều tỏ ra ăn năn, hối hận và đặc biệt là nhận tội ngay. Rồi Tiến được đưa đến hiện trường vụ án và hỡi ôi, vì cái cách Tiến long ngóng ôm hình nộm là biết ngay. Đến thịt con gà còn khổ chứ chẳng nói đến con người. Ở một hướng điều tra khác, Cảnh và Dương đã tiếp cận được người phụ nữ nhắn tin đe dọa Vương, cũng là người có em gái bị CD boy hại chết. Người phụ nữ có phải gây sai hay không? Tội tay trái hay là tay phải? Cùng với đó, tập tối nay Tiến sẽ biết bí mật lâu nay Tuyết đang giấu, ký ức Tuấn ùa về, liệu quá khứ có được sáng tỏ. Xin mời quý vị xem Biệt Dược Đen được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên VTV3. Giờ lướt trên VTV Go. Lướt trên VTV Go. Trần trắng đen không thể nhìn. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng ai giữ ngọn lửa qua đêm đen. Ai đến những bàn chân vô danh gửi làn hương thầm trong gió suốt chặng đường gian nan. Thưa quý vị, phải nói là những bài hát, những bộ phim ấy, nó có một cái sức mạnh rất là ghê gớm. Nó in vào trong trí nhớ của mình. Rồi đến sau này, 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, khi mình nghe lại cái bài hát, nhìn lại những hình ảnh của bộ phim đó, là rất có thể nó sẽ liên kết chúng ta đến với những ký ức, những kỷ niệm của chúng ta. Bây giờ đấy, tôi lại hát lại một cái câu hát vừa xong chị Thùy Dung hát. Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn. Thì với Sơn Lâm, nếu mà là bạn thì bạn khi mà nghe ca khúc này thì cụ thể hơn bạn sẽ liên tưởng, bạn cảm nhận đến điều gì? Ngồi cùng với cả nhà xem phim Cảnh Sát Hình Sự, tạo nên thương hiệu của những thước phim truyền hình của VTV, đúng không? Mà ở đó tôi thấy rằng là có rất nhiều những nhân vật để lại ấn tượng nữa cơ trong cái series đó. Và thật ra thì nhắc đến các nhân vật ấn tượng trong Cảnh Sát Hình Sự thì em cũng đã có chuẩn bị một số gương mặt, và sau đây em sẽ trình bày cho anh chị. Trước tiên thì chúng ta phải kể đến nghệ sĩ Văn Báu với các vai thủ trưởng cơ quan trong hầu hết các bộ phim mà ông tham gia, như là giám đốc công an Chu Văn Hòa ở trong hai phần phim Chạy Án, hiệu trưởng Học viện Cảnh sát trong Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ, hay là cục trưởng cục cảnh sát điều tra trong Sát Thủ Online. Chúng ta sẽ tìm cách sâu chuỗi và kết nối những điểm chung của cả hai nick mới mong tìm ra manh mối về hung thủ. Có những biến động gì, các cậu phải lập tức báo cáo cho tôi bất kể ngày đêm. Rõ chưa? Rõ. Ngoài ra thì còn có nghệ sĩ Bình Xuyên, cũng là người thường xuyên nhận các vai diễn trong màu áo cảnh phục, như là giám đốc công an tỉnh trong Bí Mật Tam Giác Vàng, trưởng ban nội chính Lê Văn Bá trong Sinh Tử, trung tá Trần Bình trong bộ phim Bản Di Chúc Bí Ẩn. Cho nên bất luận thế nào, đồng chí cũng phải đảm bảo được tính mạng cho cô cây sĩ và những người bị chúng giam giữ dưới hầm. Nếu như phải để cho chúng thoát mà bảo vệ được con tin thì cũng phải làm. Nhưng không phải việc gì cũng đi đến tận cùng đâu nhá. Báo cáo anh, tôi hiểu. Cảm ơn bác. Bắt đầu từ vai Thanh Hùng trong Cảnh Sát Hình Sự cho đến vai diễn gần nhất là trung tá Đỗ Thanh Tuyển của bộ phim đang phát sóng Biệt Dược Đen, diễn viên Bảo Anh đã bỏ túi hơn 10 lần hóa thân thành công an trong gần 16 năm. Tất cả ngay đây. Nếu khán giả thì đã ưu ái bình chọn anh là một trong những chiến sĩ công an điển trai nhất trong ngành. Dựa vào một cái móng tay giả thì chưa đủ. Nhưng móng tay giả này trùng khớp với vết xước trên cổ nạn nhân. Vẫn chưa đủ. Một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn Việt Hà vì những lần tổng hợp thực sự là chất lượng và rất là chính xác. Thế nhưng mà xét về kinh nghiệm cá nhân nha, thì tôi lại quay lại một chút xíu là năm nay là tôi có hạnh phúc và cơ may là lần đầu tiên được đảm nhận một vai là chiến sĩ công an nhân dân. Để vào một vai là chiến sĩ công an nhân dân hay là làm một bộ phim về Cảnh Sát Hình Sự ấy, nó khó khăn, nó áp lực lắm. Ví dụ tôi đố các bạn đi, là những cái tiêu chí nào để có thể đảm nhận được vào một vai chiến sĩ công an? Sắc bén này,
chính xác này, điềm tĩnh này, đúng không? Em nghĩ là có thể là cái phần ngoại hình nữa, tạo ra một cái cảm giác kiểu cương trực này. Đúng thật, hầu hết là những cái yếu tố mà Sơn Lâm và Việt Hà chia sẻ thì nó rất là chính xác. Trong rất là nhiều những diễn viên mà ngày hôm nay mà Hà vừa liệt kê ra, là tôi cũng rất là ấn tượng một người đấy. Một người mà cũng rất cần với vai diễn của tôi hiện tại. Đấy chính là anh Bảo Anh. Và anh Bảo Anh thì cũng có khoảng thời gian, tôi nhớ không nhầm là 15-16 năm cho cái vai diễn này rồi. Phải nói là cũng lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại cái đề tài phim hình sự như thế này. Thì trước đây thì cũng mấy cái vai công an trước thì cũng là vai công an ấy, nhưng mà không chuyên về cái mảng hình sự, không chuyên về những cái phá án, những cái án lớn như thế này. Từ cái vai diễn đầu tiên khi đóng là một chiến sĩ công an trẻ, trung úy, cho đến bây giờ là một thượng tá, cũng kỳ cựu lắm rồi. Cái điểm khó nhất của cái vai diễn này, nó là nội tâm của cái nhân vật này, rất cứng rắn, mạnh mẽ và quyết tâm. Tuy nhiên anh ấy cũng có đời sống riêng, anh ấy cũng có những cảm xúc riêng. Nhiều lúc cái cảm xúc mà ở bên ngoài ấy, không được phép tác động đến cái lúc mà trong công việc. Đó cũng là một cái mà khó khăn khi diễn, tức là mình phải kiềm chế rất nhiều cảm xúc. Theo thông tin điều tra của Công Tuấn, Phương khẳng định Vương có dùng một thứ nước gì đấy gọi là nước quái. Em đang xem phim Biệt Dược Đen á, thì em thấy là các tình tiết ở trong phim đang rối ren lắm. Em nghĩ là ca này có vẻ khó đấy, không biết là anh đội trưởng tuyển sẽ giải quyết cái vấn đề như thế nào. Tức là các bạn đang rất là tò mò về tình tiết phim được diễn ra tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Thế được rồi, lại xét về một quan hệ mật thiết, lại thân lắm với mật mí đấy nha. Thì tôi sẽ mật mí cho quý vị khán giả cùng với Sơn Lâm và Việt Hà. Nhưng mà phong cách của chúng ta thì không thể mật mí theo cách thường được, mà phải bật mí theo cách thường lệ của chúng ta. Đó chính là Rap Spoil Phim. Trong tập trước, Tiến và Tuyết cũng xa lưới. Trái ngược với dự đoán, cả hai đều tỏ ra ăn năn, hối hận và đặc biệt là nhận tội ngay. Rồi Tiến được đưa đến hiện trường vụ án. Và hỡi ôi, vì cái cách Tiến lóng ngóng ôm hình nộm là biết ngay. Đến thịt con gà còn khổ chứ chẳng nói đến con người. Ở một hướng điều tra khác, Cảnh và Dương đã tiếp cận được người phụ nữ nhắn tin đe dọa Vương, cũng là người có em gái bị CD vòi hại chết. Người phụ nữ có phải gây sai không? Tội tay trái hay là tay phải? Cùng với đó, tập tối nay Tiến sẽ biết bí mật lâu nay Tuyết đang giấu, ký ức Tuấn ùa về, liệu quá khứ có được sáng tỏ. Xin mời quý vị xem Biệt Dược Đen, được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên VTV3. Yo, lướt trên VTV Go, lướt trên VTV Go. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào, hẹn gặp lại.